Cô dâu ngã xuống vực. Ôi, chiếc váy này đẹp quá, phải vào xem mới được. Chào chị ạ, chị muốn tham khảo gói chụp váy cưới phải không ạ? Đúng vậy, tôi có thể xem những mẫu ảnh chụp ở đây được không? Dạ được chứ, mời chị ngồi. Alo, em à, chiều nay mình qua chỗ cửa hiệu váy cưới Lạc Lạc để thống nhất gói chụp nhé. Ờ, khoan đã anh à, cái Nga bạn em giới thiệu cho một vài chỗ nữa, em muốn đi tham khảo xem sao. Còn tham khảo thêm nữa hả? Em đã tham khảo cả chục nơi rồi còn gì. Nhưng em vẫn chưa tìm được nơi nào thực sự ưng ý cả. Chiều nay tan làm anh chở em đi nhé. Ừ, thôi được. Thế nhé, gặp lại anh tối nay. Hiệu vừa nãy đẹp mà giá mắc quá đi mất. Kinh phí của tụi mình có hạn, không chụp được chỗ mắc như thế đâu em à. À phải rồi, em còn nhớ thằng Hùng bạn anh không? Nó cũng là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đấy. Anh tính hay là mình đi thuê váy với trang điểm. Tôi đến mấy địa điểm đẹp nhờ nó chụp cho một hai kiểu, rồi phóng to lên treo ở hai nhà là được rồi. Hả, cả đời người ta chỉ chụp ảnh cưới có một lần thôi mà anh còn muốn đại khái như thế hả? Đấy là anh muốn chọn phương án tiết kiệm chi phí, để dành tiền sau này còn nhiều việc phải tiêu nữa. Chứ ảnh cưới chụp nhiều rồi sao cũng bỏ xó thôi. Bạn bè anh cưới xong đều nói thế. Bạn anh, lúc nào cũng bạn anh. Anh cưới bạn hay là anh cưới em chứ? Anh dừng xe lại đi, em tự về được. Ơ, em giận đây à? Anh xin lỗi mà, đấy là anh nói thế thôi. Nếu em không thích thì thôi vậy. Em không giận, nhưng em không thích cái cách anh lo cho đám cưới. Cái gì anh cũng tính qua loa đại khái. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không chứ? Anh xin lỗi mà, em cũng biết anh trước giờ tính tình thô kệch, nhưng anh không muốn cố ý làm cho em buồn đâu. Chuyện gì đại khái còn chấp nhận được, nhưng những chuyện liên quan đến đám cưới thì phải chỉnh chu. Vì nó còn là thể diện của em nữa, còn họ hàng, bạn bè em nhìn vào nữa chứ. Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa được không? Em muốn chụp ảnh như thế nào thì cứ chọn, anh sẽ theo ý em mà. Tha cho anh lần này thôi đấy, đừng có việc gì cũng tính toán qua loa nữa đấy nhé. Vâng, thưa vợ, chồng biết lỗi rồi. Đáng ghét. Nguyệt. Ủa, Vân đấy hả? Vẫn đang nghiên cứu ảnh cưới đấy hả? Ừ, vẫn chưa chọn được chỗ bà. Chỗ đẹp thì đắt quá, chỗ rẻ thì ảnh đúng là chẳng ra sao. Anh hiểu thì thế nào cũng ừ được, chỉ có mình lo thôi, mệt ơi là mệt. Đừng có ủ rũ nữa, tôi giới thiệu cho bà chỗ này, bảo đảm bà sẽ hài lòng. Chỗ nào thế? Chính là cái này nè. Chỗ này hiện nay đang hot lắm đấy, chi phí rẻ, phải đi hơi vất vả một chút, nhưng bù lại lại có những góc chụp độc và lạ nữa, nên ảnh cứ gọi là lung linh luôn. Tôi có đứa em mới chụp ở đây, nó khen lắm. Đẹp thật đấy, giá lại hàng rẻ nữa. Cảm ơn bà nhiều lắm nhé. Ôi mệt quá, em trúng gió rồi hay sao ấy, nhức hết cả đầu. Em có sao không, hay là bảo họ nghỉ một lát? Không sao, em chỉ cần nghĩ đến chúng mình sẽ được bộ ảnh đẹp là em thấy vui rồi. Anh chị đứng trên mỏm đá kia giúp em nhé, lấy cảnh như đứng trên nền trời luôn. Nhưng đứng chỗ đó nguy hiểm lắm, cẩn thận một chút là được mà anh, chỗ đó chụp mới độc chứ. Cẩn thận đấy em. Cô dâu giang tay ra, người hơi ngã về phía trước, chú rể đứng sau giữ tay cô dâu. Cô dâu xoay người lại, chú rể làm điệu bộ cõng cô dâu. Ôi! Cứu em với! Đừng lo, anh sẽ cứu em lên. Cố gắng lên. Anh bị chảy máu nhiều quá. Tại em hết. Không sao đâu em. Phải đưa anh ấy đến bệnh viện gấp. Anh ăn thêm đi cho mau lành vết thương. Anh tự gấp được mà, em không cần phải đút như trẻ con thế đâu. Nhưng em muốn làm thế, em muốn chăm sóc anh thật chu đáo cũng không được hả? Được, được chứ. Anh mong còn trả hết nữa là. Anh nè, sau lần chụp ảnh cưới vừa rồi, em nhận ra ảnh cưới hào nhoáng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Tình cảm chân thành mới là quan trọng nhất. Nếu lúc đó anh không ngại đau đớn nắm chặt tay em, thì giờ em đã... Em quan trọng như thế, tất nhiên anh phải nắm chặt thật rồi.
Thậm chí có bị thương cả hai tay anh cũng cam lòng ấy chứ. Gớm, anh cũng biết nói câu sến sẩm thế cơ. À anh ơi, hôm trước em copy những tấm ảnh cưới, có một tấm đặc biệt lắm. Thợ ảnh vô tình chụp lại lúc em sắp ngã đấy. Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ ra được là lại có tấm ảnh cưới như thế này nhỉ. Khuôn mặt em lúc đó kỳ cục thật. Anh này. Em sẽ giữ lại tấm này. Nó nhắc cho em biết em đã cưới được một người tuyệt vời đến thế nào. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Song Phạc Ma. Chuyện chiếc kim dây. Vậy thôi các bạn ơi, ngày mới đến rồi. Hôm nay là cuối tuần mà, ngủ thêm chút nữa đi mọi người. Kim dây ơi, cậu chạy nhẹ chút đi, rồi tới ngủ thêm tí nữa, ông hết cả tay. Một ngày chủ nhật đẹp trời. 8 giờ 20 phút rồi sao? Ba ơi, mẹ đưa con đến cùng thiếu nhi nhé. Ừ, vào ăn sáng đã đi con, 9 giờ mẹ đưa đi nha. Phải là 8 giờ 20 phút 50 giây chứ. Mình cứ như không tồn tại, đã thế lại còn như kẻ gây phiền phức cho người khác. Ai khóc thế nhỉ? Anh định là trêu chọc chị ghế sofa làm chị ấy khóc phải không? Bạn Kim Dây làm sao thế? Sao bạn lại khóc? Kim Dây phải nói ra thì chúng tôi mới giúp được bạn chứ. Hả? Mọi người cứ kệ Kim Dây đi. Đã suốt ngày tích tích tắc tắc rồi, bây giờ lại còn dám dứt khóc nữa chứ, thì ai mà chịu được. Rốt cuộc thì cũng có được ai coi trọng đâu mà gây chú ý thế. Thân phận tôi thật như bèo bọt. Tôi phải làm việc ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, không ngừng nghỉ. Vậy mà có ai đẹp nhắc đến tên tôi đâu. Mỗi khi xem đồng hồ, con người chỉ quan tâm đến giờ đến phút. Có chứ, con người vẫn nhắc đến bạn mà, chỉ là nhắc ít hơn giờ và phút thôi. Không, làm gì có ai nhắc tôi. Tôi dường như không hề tồn tại. Vẽ chuyện, chỉ là cái kim dây thôi, chứ là cái gì đâu mà đòi người khác phải nhắc tới mình chứ. Đúng thế, ai quan trọng, ai hữu ích mới nhắc đến chứ. Nhìn tôi đây này, một giờ có thể làm bao việc có ích. Còn tôi, chỉ cần nhanh một phút đã có thể kịp giờ đến trường của cô chủ. Chỉ là họ nhắc tới bạn ít hơn giờ và phút thôi. Tôi luôn phải làm việc nhiều hơn giờ và phút. Tôi chạy 60 bước, kim phút mới nhích một bước. Tôi chạy đến 3.600 bước, kim giờ mới đi một bước. Anh vẫn không hiểu à, anh chỉ là 1/60 của tôi, 1/3.600 của anh giờ. Thách anh làm được như những điều chúng tôi làm đấy. Đừng làm phiền người khác nữa, chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Các anh thôi đi. Một ngày tôi phải chạy tới 86.400 bước. Một năm có đến 365 ngày như thế. Tôi phải làm việc đến gầy guộc khéo mòn, trong khi có những kẻ thì luôn nhàn hạ, béo tốt. Kim Dây bình tĩnh lại đây, đừng suy nghĩ nhiều như thế. Các anh cũng vậy, sao lại hôm nay lại quay ra trách móc Kim Dây thế? Trách cái gì? Chúng tụi đây chỉ nói sự thật thôi. Chịu nổi bất công này nữa, tôi đã nhịn nhục lâu lắm rồi. Nhịn với chả nhục, cậu còn được tồn tại trên cái đồng hồ đã là may lắm rồi đấy nhé. Cậu không thấy à, nhiều đồng hồ làm gì có kim dây, chỉ có tôi và anh giờ là luôn phải tồn tại thôi. Được rồi, mọi cố gắng của tôi cũng chỉ là vô ích thôi. Một chiếc đồng hồ chỉ cần có giờ có phút các anh mà thôi. Tôi tồn tại thật vô nghĩa. Đã thế tôi. Kim dây, đừng nghĩ quẩn như thế, mau tỉnh dậy đi. Nghe chúng tôi nói đã. Mặc kệ, việc ai nấy làm, nó ngừng kệ nó. Hả?
đồng hồ chết rồi. Sáng tỉnh mơ rồi mà vẫn chỉ 1 giờ. Ba ơi, ba mau sắm đồng hồ mới đi ba. Lạ thật, ba mới thay pin cho nó tuần trước mà. Đồng hồ này hỏng mất rồi, chắc phải bỏ đi, mua cái mới thôi. Thôi, vào chuẩn bị đi học đi con. Cứ để đồng hồ đấy, chiều ba mua cái mới thay rồi đem vứt đi. Sao anh cũng đứng ì ra đấy từ hôm qua đến giờ thế? Người ta sắp vứt mình đi vào sọt rác rồi kìa. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không có lực mà chạy. Mà anh cũng thế còn gì. Mau mau cùng chạy đi chứ. Tôi không thể. Tôi cũng vậy. Hình như tôi chỉ có thể chạy nếu anh Kim Dây đi hết một vòng thôi. Trời ơi, thế thì phải gọi Kim Dây dậy đây. Đã có chuyện gì xảy ra với các cháu vậy? Phải gọi bằng được Kim Dây. Không có Kim Dây, hai đứa không thể chạy được đâu. Mau lên, Kim Dây dậy đi cháu. Kim Dây ơi, dậy đây, mau dậy đi. Chúng tớ biết sai rồi, chúng tớ có lỗi với cậu. Sao hai cậu cũng phải bắt chước tôi đứng ì ra một chỗ làm gì? Không có cháu thì giờ và phút sẽ thành vô nghĩa. Cháu không chạy thì chúng sẽ bất động. Mỗi người một việc và công việc của cháu cũng vô cùng quan trọng. Hãy nghe bác, chạy đi đã. Ba ơi, đồng hồ chạy lại rồi kìa. Thế thì chắc nó bị lỏng pin thôi. Để ba chỉnh lại là được. Đồng hồ chạy lại rồi. Ba cháu phải hòa thuận, cùng nhau làm việc thì đồng hồ mới vận hành được. Biết thông cảm giúp đỡ nhau, công việc sẽ nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều đấy. Dạ, thì chúng cháu hiểu rồi ạ. Cafeu, tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu, nhập khẩu bởi Song Phạc Ma. Dạy con. Kiên đã về đấy hả con? Sao mua nhiều đồ vậy con? Mấy cái này là con mua tặng sinh nhật bạn. Mang tiếng con nhà có điều kiện, tặng quà cũng phải tươm tất một tí chứ mẹ. Bạn bè cốt có ở tấm lòng, bạn mà chỉ chú trọng hình thức tiền nong thôi thì con cũng nên xem lại bạn bè con à. Mà Kiên nè, bố nói con muốn đổi xe máy à? Cái xe máy bố tặng con mới đi được có mấy tháng, vẫn còn mới và tốt mà. Cần gì phải mua xe mới con? Còn xe đấy bây giờ lỗi mốt rồi mẹ ơi. Vừa có dòng xe mới ra, trông thời thượng lắm, rất hợp với dáng con. Mẹ, mẹ nói với bố mua cho con đi mẹ. Bố không đồng ý đâu. Kiên này, con năm nay cũng tốt nghiệp đại học rồi. Đi làm cũng được 2 tháng, cũng được tính là người trưởng thành rồi nhỉ? Vâng, tất nhiên rồi ạ. Mà sao tự nhiên bố lại hỏi vậy? Con giờ cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã đi làm và kiếm được tiền. Bố mẹ quyết định để con ra ở riêng để con sống tự lập, tự có kế hoạch và quản lý cuộc sống của mình. Vậy cũng được, mai con sẽ chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp của nhà mình. Con cũng đang định xin bố mẹ cho con ra ở riêng. Căn nhà đó bố mẹ đang cho thuê rồi, con tự đi tìm nhà rồi chuyển. Gì cơ ạ? Bố, mẹ, con biết tìm nhà ở đâu chứ? Sao không biết tìm nhà ở đâu? Ở thành phố này, nhà trọ, phòng trọ thiếu gì? Bao nhiêu người vẫn ở đó thôi. Bố chỉ nói thế. Còn việc của con, từ giờ con tự lo. Bố, mẹ. Mẹ nghĩ con nên nghe lời bố, ra ở riêng sẽ tốt cho con. Con à. Đây là khu nhà mà thằng bạn bảo mình là khang trang đi ư? Nồi cơm điện này, máy hút bụi này, máy xay sinh tố này, bát, đũa, còn gì nữa nhỉ? Em trả bằng tiền mặt hay thẻ? Bằng thẻ chị ạ. Thẻ này hết tiền rồi em. Sao cơ? Hết tiền ạ? Chắc bố khóa thẻ rồi. Vậy em trả bằng tiền mặt chị ạ. Nhưng em trả bớt lại một ít đồ vì tiền mặt không đủ. Cô chủ, cháu mời cô vào. Kiên ơi, tiền nhà và tiền đặt cọc nhà một tháng cháu vẫn chưa đóng cho cô. Cháu đóng cho cô nhé. Cháu tưởng ở hết tháng rồi mới đóng ạ. Cháu chưa đi thuê nhà bao giờ phải không? Ở đâu cho thuê mà chẳng thu tiền trước hả cháu? Thôi chết, cháu đi mua đồ hết tiền rồi.
Trời đất, sao toàn mua đồ đắt tiền mà tiền nhà không có? Vâng, tại cháu trót mua hết rồi nên cô cho cháu nợ. Tháng này có lương, cháu sẽ trả ngay ạ. Thôi được rồi, tháng này cô cho nợ. Đến đầu tháng sau là phải trả tiền nhà 2 tháng đây nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô. Từ giờ tới lúc có lương, mình lấy gì mà ăn đây? Mang tiếng con nhà giàu mà đi vay mượn, mất mặt lắm. Đúng rồi, mình cần gì cái tivi to thế? Đem bán quách đi, mua một cái bé hơn cũng được. Có lương rồi, lại có tiền đi bạc ti cùng bọn thằng Hoàng trên ba rồi. La la la. Nhưng một lần đi ba mất cả nửa tháng lương, lại sắp phải đóng một đống tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Thôi mình phải lo cái thực trước đã, ở nhà vậy. Đúng chỗ này rồi anh, mình vào thăm con thôi. Kiên. Bố, mẹ. Bố, mẹ. Sao bố mẹ lại đến đây? Mẹ nhớ con thì đến chứ sao. Với lại bố mẹ cũng muốn xem điều kiện ăn ở của con thế nào. Con vẫn ổn. Con đang sửa lại cái tivi cũ xem cho đỡ buồn. Bố mẹ vào phòng, để con đi chợ một lát là xong. Hôm nay bố mẹ tới nên con đặc biệt làm một bữa thịnh soạn. Có thịt rang cháy cạnh mẹ thích nè. Mẹ xin. Wow, ngon quá. Không ngờ mới có mấy tháng mà con trai của mẹ đã biết nấu ăn, lại còn nấu ăn ngon thế. Có cả trứng tráng mà bố thích nữa. Bố cảm ơn. Bữa ăn thịnh soạn của con mà chỉ có thịt rang cháy cạnh và trứng rán sao? Xem ra 4 tháng qua con đã rất vất vả. Không đâu mẹ ạ. Những ngày qua tự kiếm tiền, tự trang trải các chi phí mà không có sự hỗ trợ từ bố mẹ. Đã có lúc con thấy rất khó khăn, dần dần con biết chi tiêu hợp lý hơn. Tới bây giờ con thấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình đã là một niềm vui rất lớn. Con không hề thấy vất vả đâu mẹ ạ. Con thấy có lỗi và thương bố mẹ hơn, thấy quý trọng tiền bạc làm ra. Chú Kiên ơi. Cháu chào ông bà. Chào các cháu. Hai nhóc đến học bài à, mau vào đây. Thời gian rỗi con hay dạy mấy đứa nhóc trong xóm học bài. Con thấy rất vui và có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những lần đi bạc ti tiệc tùng thâu đêm của con ngày xưa. Con trai, con đã trưởng thành rồi đấy. Nào các cháu, ngồi xuống ăn cơm với ông bà và chú Kiên, xong rồi học bài nhé. Vâng ạ. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sông Bạc Ma. Cuộc phỏng vấn của thần chết. Xin chào. Tôi đang ở đâu thế này? Cậu đang ở phòng làm việc của tôi. Tôi đang lái xe trên đường về. Đợi chút. Tôi trông thấy ánh đèn pha của một cái xe khác. Đúng rồi. Và ngay lập tức cậu đi thẳng đến văn phòng của tôi. Không thể nào. Hầu như ai gặp tôi cũng nói câu đấy. Mời anh ngồi. Chúng ta có một cuộc phỏng vấn trước khi anh thực sự rời sang thế giới bên kia. Trời ơi, tôi đã chết ư? Không thể nào. Uống nó đi, nó sẽ giúp anh khá hơn. Ông cho tôi uống gì vậy? Thần dược giảm sốc, bí quyết gia truyền của gia đình tôi. Thôi nào, chúng ta phải nhanh chóng vào việc, tôi không có nhiều thời gian. Đằng nào tôi cũng đã chết, còn việc gì để làm nữa? Tôi ở đây để giúp những người xa lìa trần thế được thanh thản. Nào, nói cho tôi biết về điều anh hối hận nhất. Hối hận ư? Từ điển của tôi không có hai từ hối hận. Cả đời của anh không hề hối hận một lần nào à? Đúng, tôi là một nhà kinh doanh thành đạt. Tôi có vợ hiền, các con học giỏi cấp quốc gia. Cả một đời tôi đã luôn cố gắng để không phải chạm mặt với hai từ hối hận. Thôi được rồi,
Vậy tôi sẽ cho anh một vài ký ức trong cuộc đời của anh để anh được một lần nữa gặp lại các người thân của mình. Đến hôm thi của con ở trường, bố nhớ về nhé. Chắc chắn rồi. Muộn rồi, con không đi ngủ đi. Con phải học để giành được giải thưởng, như vậy bố sẽ rất tự hào. Hôm đấy tôi bận nên không về được. Anh thay giúp em bóng đèn nhà tắm nha, nó hỏng rồi. Anh phải đi làm rồi, để đó anh thay sao? Anh không ăn cơm đâu, mà sao cái mặt em bí xị như thế? Có mỗi việc nhà cũng không xong. Tết này con nó lại bận không về được rồi ông à. Bình tĩnh nào, chúng ta là đàn ông mà. Trong đời mỗi người ai cũng từng mắc sai lầm, mà sai lầm thì phải biết hối hận. Hối hận là xem xét lại những việc đã làm để ta nhận ra những sai lầm và mong muốn không mắc lại chúng nữa. Hối hận thúc giục ta sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra nếu còn có thể. Ông nói thế có ích gì nữa? Làm sao tôi có thể sửa chữa lỗi lầm khi mình đã chết? Đúng, anh đã chết, nhưng tôi ở đây để giúp anh nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ. Anh có thể quay lại từ biệt những người anh thương yêu lần cuối. Hãy nghĩ trong đầu nơi anh muốn tới. Cảm ơn ông. Anh xin lỗi. Con yêu mẹ. Nào, đến lúc rồi. Cảm ơn ông nhiều. Không có gì đâu, giờ thì đến lúc lên đường rồi. Đi ngủ thôi, hy vọng cho đến sáng không còn cuộc phỏng vấn nào. Cánh đồng hoa hy vọng. Bà ơi, bà dạy xem tôi mang gì về cho bà nè. Ôi, hoa hướng dương đẹp quá. Nhiều khi tôi thấy ghen tị với hoa hướng dương đấy. Vì bà yêu chúng hơn cả tôi nữa. Ông cứ trêu tôi. Tôi rất yêu hoa hướng dương. Tôi cảm thấy màu vàng ấm áp của chúng có thể thắp sáng những nơi u tối nhất. Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Tiếc là tôi không còn nhiều thời gian nữa để được ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp này. Bà đừng nói thế, rồi người ta sẽ tìm ra thuốc để chữa bệnh ung thư. Bà sẽ khỏe lại thôi. Không biết tôi có chờ được đến lúc đó không ông à? Bà phải tin tưởng và hy vọng chứ. Như hoa hướng dương ấy, tôi sẽ trồng cho bà cả một cánh đồng hoa hướng dương. Bà sẽ có cả một cánh đồng hoa để hy vọng và tin tưởng. Bà phải đợi, bà ngắm chúng đi nhé. Ông à, cảm ơn ông. Sao lại ra đây? Tôi tự lo được mà. Tôi muốn giúp ông. Không được, để tôi đưa bà vào nhà. Ông à,
Chắc tôi không đợi được đến lúc cánh đồng hương dương nở hoa nữa đâu. Bà ơi! Ba ơi, con nấu món thịt bò hầm ba thích nè. Ba ăn một chút đi ba. Bà không muốn ăn, con cứ để đó. Hay để con đưa ba ra ngoài đi dạo một lát. Trời hôm nay đẹp lắm. Gần một tháng nay ba không ra khỏi nhà rồi. Bà không muốn đi đâu cả mà không có bà ấy. Ba ơi, ba ra ngoài này bà xem. Xem cái gì? Ba ra xem đi ba. Nhanh lên ba. Cánh đồng đã nở hoa rồi ba ơi. Tôi rất yêu hoa hướng dương. Tôi cảm thấy màu vàng ấm áp của chúng có thể thắp sáng những nơi u tối nhất. Nhìn cánh đồng hoa hướng dương, tôi như thấy bà luôn ở bên tôi vậy. Ba ơi, con vẫn nhớ mẹ thường nói hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Ở đâu đó chắc mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu chứng kiến ba con ta sống vui vẻ ba nhỉ. Mùa hoa này rồi sẽ tàn. Bà muốn cánh đồng này sẽ nở hoa mãi mãi. Nở hoa mãi mãi sao ạ? Ông Don đã thuyết phục những người dân quanh đó cho ông trồng hoa hướng dương trên đất của họ. Hiện nay, cánh đồng hoa đã trải dài đến 7 km. Hàng năm, hạt hướng dương được thu hoạch đem bán để giúp đỡ bệnh nhân ung thư và quyên tiền cho các dự án nghiên cứu liệu pháp chữa trị căn bệnh này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!